ơi, mình ăn thử nè. Cả nhà xem nè, nước cá của mình nó rất là dẻo nè. Đó, nước kho cá rất là dẻo, là ngon lắm. Mình chan mồm, mình ăn cơm nè. Nếu ta thích để nhiều nước thì ta để nhiều nước, mà nhà mình thì không thích ăn nước nhiều, cho nên mình để ít thôi. Mình mời cả nhà cùng ăn cơm với mình nha. Cả nhà ơi, cá kho rất là ngon và vừa miệng, không có mặn mà không có nhạt, độ ngọt vừa phải, độ mặn vừa phải, rất là ngon. Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến nhà mình làm món cá nục kho cà chua. Món này thì ăn bún cũng được và ăn cơm cũng được. Món này thì ăn rất ngon và làm cũng dễ. Và nếu nhà mình thích món này thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Đây là nguyên liệu để làm cá nục kho cà chua. Mình có cà chua, giấm, rượu trắng, gừng, muối, cá nục. Trước tiên mình cho vô đây 15 gram gừng đập dập nè, một muỗng canh muối nè, hai muỗng canh giấm và hai muỗng canh rượu trắng. Mình khuấy lên. Bây giờ mình cho cá vô nè. Mình massage khoảng 5 phút, mình đem rửa cho nó khỏi tanh. Và cá này thì mình đã rửa sạch rồi và mình đã moi hết cái máu ở trong bụng này này. Đó, moi hết máu trong bụng này này. Thì cá mình nó không có bị tanh. Đó, mình massage khoảng 5 phút. Và mình cũng múc cái nước gừng rượu này nè. Mình đổ trong bụng nó để nó thơm nè. Đó, mình đổ trong bụng nó. Mình lấy sạch máu rồi, nó rất là thơm, không có bị hôi nữa. Nếu mà ta để còn máu thì nó rất là hôi. Và cá này là 600 gram này, cá này cá nục bông. Mất xa được 5 phút thì mình đem rửa cá. Trong lúc đợi cho cá nó ráo thì mình đi xay hành tỏi này. Hành tím là 32 gram và tỏi 23 gram. Mình cũng xay một trái ớt sừng nè, ớt mình lấy hạt rồi. Bây giờ mình đi xay cà chua nè, cà chua này là 260 g. Bây giờ mình ướp cá nè, một muỗng cà phê muối, muối gạt, hạt nêm một muỗng cà phê gạt, thêm nửa muỗng cà phê gạt nữa, hạt nêm, đường một muỗng cà phê gạt, thêm nửa muỗng cà phê gạt nữa, bột ngọt 1/2 muỗng cà phê, thêm 1/4 muỗng cà phê gạt nữa. Mình xài toàn muỗng gạt thôi. Nước mắm 2 muỗng canh, một muỗng canh hành tỏi băm, muỗng canh đầy. Bây giờ mình trộn lên và mình ướp khoảng 20 phút. Đó, mình thấm, mình massage nó cho nó thấm vào trong cá này khoảng 20 phút. Cho trong này là một muỗng canh hành tỏi băm đầy nè, và 5 gram gừng nè. Hồi nãy mình chờ gừng cho nên là mình chưa có xay. Bây giờ mình cho ớt vô nè, một trái ớt sừng, mình đã lấy hạt rồi. Xay cà chua với hành tỏi xong, bây giờ mình cho đây khoảng nửa chén nước này cho nó lỏng lỏng đó, để mình rây qua cái rây á. Đó, mình rây qua cái rây này, mình lấy nước mình bỏ bã. Đây là tô nước cà chua mình thu được. Bây giờ mình chuẩn bị dầu để mình chiên cá này. Mình cho một ít bột bột gạo vô để mình chiên cho nó khỏi văng dầu. Mình khuấy cho nó tan ra. Bỏ cá vô mình chiên này. Mình chiên khoảng 1 phút thôi. Mình đừng chiên kỹ, chiên kỹ không có ngon, tại mình còn kho nữa, nó hơi vàng là được rồi. Mình gắp cá ra nè, mình chiên mỗi mặt khoảng 1 phút thôi. Và mình đã tước hết cái hành, cái hành lá, hành hành đây nha, những cái gia vị ở đây nè, hành là mình gỡ ra hết chứ mình để là chiên nó cháy.
Mình cho vô đây một ít dầu ăn nè. Để mình phi hành tỏi. Dầu nóng rồi mình cho hành tỏi vô mình phi nè. Của mình thơm vàng, mình cho nước cà chua vô. Mình cho nước dừa vô luôn nè, 450g nước cốt dừa. Và nước dừa này, nước dừa xiêm á, rất là ngọt. Ta không có nước dừa xiêm, người ta có thể cho nước dừa trái. Mình cho vào trong này là 2 muỗng canh nước mắm nè. Và 1 muỗng canh đường gạt. Thêm nửa muỗng cà phê đường gạt nữa. Hạt nêm 1 muỗng canh gạt. 1 muỗng cà phê gạt. Thì cái chảo cà chua của mình nó sôi rồi, mình đổ cái nồi cá. Bây giờ mình đổ thêm nước vô nè, để cho nó ngập cá. Bây giờ mình cho vô là 2 muỗng canh tương cà nè, để cho cái màu nó đẹp và nó cái nước của nó sánh dẻo. Mình cho 2 muỗng canh tương cà đầy. Hũ tương cà của mình nó gần hết rồi, mình phải xúc. Giờ mình xúc chai tương cà, mình đổ nước vô nè. Tại vì cà tương cà mình hết rồi. Bây giờ mình cắt vô một trái ớt. Ta có thể cho ớt chỉ thiên được, mà mình không có cho ớt chỉ thiên, mình cho ớt này. Ớt này cũng cay. Bây giờ thì mình hớt bọt nè. Và mình sẽ để lửa riu riu á, để cho cá mình nó thấm. Chứ mình để lửa to thì nó cạn hết. Và bây giờ mình để lửa 800 thôi, để cho nó sôi riu riu á, cho nó ngấm cá. Mình lật cá lên để cho nó ngấm đều nè. Cái này nó dính dính thì mình không lật, sợ nó bể. Và mình cũng múc nước á, mình đổ lên trên này nè. Đó, để cho nó thấm. Bây giờ mình đậy cá lại và mình đậy hé hé thôi. Và nãy nó đầy quá mình không đậy được. Bây giờ mình nếm thử coi nó vừa chưa nè. Và cái phần nước ướp thì mình không có cho vào đây. Cá của mình rất là vừa rồi. Bây giờ mình cũng cho mấy cái đầu hành vô mình kho nè. Và cái món cá kho của mình nè. Bây giờ mình kho khoảng được gần 1 giờ rồi đó. Và nước cá nó cũng cạn bớt rồi. Bây giờ thì mình tắt bếp và mình gắp cá ra. Và bây giờ mình cho hành ngò lên nè. Và mình rắc lên một ít tiêu cho nó thơm. Nếu ta không ăn tiêu thì ta khỏi rắc. Video làm cá nục kho cà chua của mình đến đây là hết. Chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thấy thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.